Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Tin khẩn cấp, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ ra lệnh bắt hết 49 tàu HD của Trung Quốc ở Biển Đông để dàn mặt ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng trong những tuần vừa qua. Nguyên nhân được cho là do phía Hải quân Trung Quốc liên tục có những xung đột với các tàu chiến thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ. Hai bên liên tục có những đụng độ căng thẳng. Gần đây nhất, một tàu khu trục của Hoa Kỳ có lịch trình đi tới một cảng ở Malaysia. Khi đi qua eo biển Đài Loan, đoạn gần với Hồng Kông thì bất ngờ bị một đội quân hùng mạnh gồm 50 chiếc tàu hải dương của Hải quân Trung Quốc bao vây hăm dọa. Tàu của phía Trung Quốc phóng loa phát thanh yêu cầu tàu khu trục của Mỹ rời khỏi vùng biển của Đài Loan và không cho tàu khu trục của Mỹ cập cảng ở Hồng Kông cũng như một cảng ở Đài Loan. Theo tờ báo của Hồng Kông trích dẫn lời của một đô đốc hải quân của Hoa Kỳ cho biết, lúc tàu của chúng tôi có ý định cập vào một cảng ở Hồng Kông thì nhóm tàu hung dữ gồm 50 chiếc đã ra ngăn chặn tàu của chúng tôi. Chúng đã hăm dọa, thậm chí còn phun vòi rồng. Phía tàu của Trung Quốc đã phát đi thông báo yêu cầu phía chúng tôi không cho tàu neo đậu tại một cảng Hồng Kông, không cho chúng tôi đi vào địa phận eo biển Đài Loan và cấm chúng tôi không cho tàu đi vào vùng biển mà có 7 hòn đảo nhân tạo phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Nếu không, Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ. Khi chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì đội tàu của phía Trung Quốc đã đâm va vào thân tàu của chúng tôi để cảnh báo. Nhận thấy tình hình cấp bách, chỉ huy hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã ngay lập tức điều thêm tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu khu trục USS Curtis Weibo cùng mang theo tên lửa và 100 máy bay chiến đấu ném bom bao vây nhóm tàu của phía Trung Quốc. Cuộc bao vây trên biển diễn ra hết sức căng thẳng vì nhóm tàu của Trung Quốc chống trả một cách quyết liệt. Tuy nhiên, với đội hình hùng hậu và trang bị vũ khí, khí tải hiện đại bậc nhất của thế giới, Hải quân Không quân của Mỹ đã ngay lập tức khống chế và bắt giữ 49 tàu của phía Trung Quốc để xử lý theo đúng pháp luật của quốc tế. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ có tên là New York Times cho biết, 7 tháng cuối năm 2021, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã luôn muốn chiếm trọn Biển Đông. Bằng chứng là phía Trung Quốc liên tục cử một đội tàu hùng mạnh gồm tàu chiến, tàu dân phòng, tàu dân binh, tàu hải cảnh, tàu hải giám, 3 tàu cảnh sát biển trực chiến ở ngoài Biển Đông. Theo các nhà quan sát cho biết, đội tàu của phía Bắc Kinh có lúc lên tới hàng trăm chiếc các loại. Chúng được chính quyền của ông Tập Cận Bình điều ra Biển Đông để bảo vệ 7 hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép. Nhóm tàu của Trung Quốc còn ngang nhiên tiến vào các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia và Brunei để quấy nhiễu, quấy phá các hoạt động khai thác dầu khí cũng như đánh bắt thủy hải sản tại vùng biển thuộc chính chủ quyền của nước họ. Ngoài ra, nhóm tàu của phía Trung Quốc liên tục hăm dọa cũng như sẵn sàng phản công với cả tàu của các nước khác đi vào vùng Biển Đông, nhất là đi qua eo biển Đài Loan, nơi mà Trung Quốc cho rằng đó là vùng biển của phía Trung Quốc. Vì thế, các nước đi lại nơi đó phải xin phép phía Trung Quốc, nếu Bắc Kinh cho phép thì mới được đi, không là bị bắt giữ. Nhận thấy điều trái ngang trên của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, ở đây là do chính quyền ông Tập Cận Bình chỉ đạo. Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đã ra lệnh cho Hải quân, Không quân, quân đội của Mỹ liên tục điều tàu chiến, máy bay, lính thủy đánh bộ để tiến vào Biển Đông, một là để dằn mặt và ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình, hai là để gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới, chứ không phải là của riêng Trung Quốc. Vì thế, Bắc Kinh nên dẹp bỏ những ý định thôn tính Biển Đông đi, nếu không sẽ bị cả thế giới trừng trị. Sự việc vừa qua, Hải quân của Mỹ đã bao vây bắt giữ 49 tàu HD của phía Trung Quốc là để cảnh báo, cũng là một lời nhắn nhủ gửi cho Bắc Kinh. Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động ngang ngược, bành trướng vô lý ở ngoài Biển Đông đi, nếu không, sắp tới sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hải quân của Mỹ kêu gọi các nước trên thế giới hãy lên tiếng để ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế, trước hết là các quốc gia trong khu vực và những quốc gia có lợi ích chiến lược gắn bó sống còn với Biển Đông, bằng cam kết cùng hành động thực tế mạnh mẽ của mình, đang thực hiện quyết tâm chặn đứng tham vọng biến Biển Đông thành vùng biển của phía Bắc Kinh. Trung Quốc càng hung hăng gây hấn để thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông thì cộng đồng của quốc tế lại càng tỏ rõ quyết liệt và mạnh mẽ hơn.
nhằm chặn đứng tham vọng nguy hiểm đối với tự do hàng hải, hàng không cũng như hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực. Điều đó được thể hiện qua những bài phát biểu đầy cứng rắn cũng như hành động mới đây của cộng đồng quốc tế. Ví như hôm kia, tại cuộc hội thảo quốc tế liên quan tới Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đã diễn ra tại Viện Nghiên cứu Houston ở thủ đô Washington DC, Mỹ, với sự tham dự của giới quan chức và các chuyên gia hàng đầu về Biển Đông tham dự. Hội thảo là nơi mà để các học giả đến từ các quốc gia như Đông Nam Á, châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ nêu ra những quan điểm đánh giá hành động, chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden nhằm chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Thời gian qua, Viện Nghiên cứu Houston đã diễn ra rất nhiều hoạt động, nơi mà giới chức lãnh đạo Mỹ tới dự để đưa ra các thông điệp mạnh mẽ về Trung Quốc đang trỗi dậy một cách không hài hòa ở vùng Biển Đông năm 2020 và 2022. Phó Tổng thống Mỹ ông Mike Pence và Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã lần lượt có những bài phát biểu cứng rắn chỉ trích đích danh Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng trên Biển Đông trong suốt thời gian qua. Trước cuộc hội thảo tại Mỹ thì tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Canada, Đô đốc Hải quân của Mỹ ông Davidson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ đã chỉ trích trực diện hành vi quân sự hóa trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời khẳng định cam kết tự do hàng hải của Washington tại khu vực này. Đô đốc Davidson còn cảnh báo, những năm vừa qua, Trung Quốc đã quân sự hóa các đảo thực thể tại Biển Đông. Ngoài ra, phía Bắc Kinh còn triển khai hải quân trên quy mô toàn cầu trong vòng 30 tháng vừa qua. Nhiều hơn so với 30 năm vừa qua, cùng với đó, họ phát triển và triển khai nhiều tên lửa đạn đạo. Trung Quốc với sự trỗi dậy mạnh mẽ và nhanh chóng của mình đang nuôi tham vọng trở thành một cường quốc toàn cầu, trong đó trước hết là độc chiếm Biển Đông theo yêu sách vô lý, phi lý như con đường lưỡi bò mà chính quyền của ông Tập Cận Bình tự vẽ ra. Tham vọng này đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền hợp pháp của các quốc gia liên quan, cũng như hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị quốc tế tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS vừa qua tại Washington DC, Mỹ để trao đổi về tham vọng hàng hải của Trung Quốc, Giám đốc sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI, ông Pauling, đã cảnh báo sâu sắc về những điều mà ông đánh giá là những bước tiến dài trên thực địa về khả năng tác chiến của Bắc Kinh ở Biển Đông. Khi những gì được bàn bạc ở Mỹ cũng như ở các nước Đông Nam Á đã theo không kịp các bước tiến của Trung Quốc, ông Pauling cho rằng Trung Quốc với sự giáo diết và hung hăng của mình đã thay đổi hiện trạng Biển Đông một cách nhanh chóng. Trên thực tế, Trung Quốc đã bồi đắp rất nhiều các bãi đá san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị nước này chiếm đóng trái phép thành các đảo nổi nhân tạo có tổng diện tích là 13 km², trong đó bãi đá Vành Khăn, bãi đá Chữ Thập, bãi đá Subi đã bị phía Trung Quốc biến thành 3 hòn đảo nhân tạo nổi và cùng đó là phát triển 3 căn cứ quân sự với quy mô cực lớn gồm sân bay và cảng nước sâu. Theo Giám đốc Hàng hải AMTI, ông Pauling, Trung Quốc từ những năm 2017 đã chuyển sang giai đoạn 2 là hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo để phục vụ mục đích quân sự, dân sự, bao gồm nhà chứa máy bay, nhà máy chứa tên lửa, kho chứa vũ khí, nhiên liệu, hải cảnh radar và thiết bị thu thập thông tin tình báo. Từ những năm 2017, Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn 3 về quân sự hóa trên Biển Đông với việc triển khai các trang thiết bị vũ khí hiện đại ra các đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp, bao gồm đưa máy bay quân sự ra bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn hạ cánh lên bãi đá Chữ Thập, gồm các máy bay vận tải và máy bay tuần tra biển. Bên cạnh đó, ưu thế của Trung Quốc trên Biển Đông là đội ngũ các tàu hải giám, tàu hải cảnh, tàu dân phòng để gia tăng vũ lực sau khi nước này đã thiết lập được các căn cứ điểm quân sự trên Biển Đông. Hiện tại, Trung Quốc đã có tới 30 tàu chiến các loại thường xuyên hoạt động và quấy nhiễu trên Biển Đông. Ông Pauling, Giám đốc sáng kiến Minh bạch Hàng hải, còn cho rằng các đảo nổi nhân tạo của phía Trung Quốc là bàn đạp để cho phía Bắc Kinh duy trì quân sự hóa trên Biển Đông để áp đặt cũng như thị uy sức mạnh với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vì thế, Mỹ đã kêu gọi các nước trong khu vực khối ASEAN cùng các nước trên thế giới hãy bắt tay nhau và đoàn kết nhau để trừng trị Trung Quốc, đánh tan âm mưu độc chiếm Biển Đông của phía Bắc Kinh. Rõ ràng, cộng đồng quốc tế phải mạnh mẽ vạch trần toan tính nguy hiểm của Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, đồng thời có trách nhiệm và hành động chung nhằm ngăn chặn tham vọng độc chiếm Biển Đông trước khi quá muộn. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ lên tiếng tại Diễn đàn An ninh Quốc tế đã khẳng định rằng Mỹ cùng các đồng minh cũng như các đối tác sẽ đảm bảo hỗ trợ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông và Đô đốc Davidson của Mỹ khẳng định Mỹ sẽ thường xuyên tăng cường các hoạt động tại Biển Đông một cách dày đặc hơn. Theo đó, một số cuộc diễn tập quân sự sẽ được thực hiện tại biển trọng yếu này vào tháng 6 sắp tới trong năm 2022. Đô đốc Davidson còn cho biết các nước như Canada, New Zealand,
Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga đều đã đưa tàu chiến qua Biển Đông để tham gia cuộc tập trận chung và sứ mệnh của các nước lớn trên thế giới là đảm bảo tự do hàng hải, hàng không cũng như duy trì an ninh an toàn và ổn định trong khu vực, đồng thời ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của phía Trung Quốc. Theo vị chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, việc thực hiện quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông sẽ còn tiếp tục được tăng cường mạnh mẽ hơn khi Mỹ luân chuyển lực lượng tới Singapore, Malaysia, Philippines và Brunei, đồng thời triển khai sức mạnh không quân, hải quân từ các căn cứ quân sự trên Nhật Bản. Tham vọng độc chiến của Trung Quốc ở Biển Đông là không thể chấp nhận được với cộng đồng quốc tế. Những cam kết cùng hành động mạnh mẽ trong thời gian qua đã cho thấy điều đó và Trung Quốc chắc chắn sẽ bị trừng trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo của tin mới.